thì tôi đã dính trưởng rồi. Cái thời mà tôi live stream đó, quý vị biết là tôi có 10 cái tài khoản TikTok. Thì quý vị một tài khoản đó là tôi được người ta tặng hoa, tặng đồ vô. Thì Nhi báo là chị hai ơi, cái tài khoản này được 2.000 mấy đô, tài khoản này được 3.000 mấy đô, tài khoản này 1.000 mấy đô, nên tôi rất là nhiều tài khoản. Thì lúc đó là Nhi nói tôi là chị hai đưa thẻ Visa ra để em rút tiền trong tài khoản ra. Tôi nói với Nhi là tôi không mua nước bọt. Nếu như ngày đó tôi tầm thường á, mà tôi lấy cái tiền mà người ta tặng hoa cho tôi á, thì khi ra tòa đó là tôi là thu lợi bất chính, thì giúp lợi mấy cái quần. Wow. Đúng rồi, cô Hằng cô đẳng cấp, đẳng cấp từ lúc cô chưa vào trong đấy luôn ấy. Cô tính toán hết tất cả mọi thứ luôn mà, nó phải đẳng cho cấp, hiểu không? Cô nói đúng là chí lý. Nhưng mà cho em hỏi cái, tại sao hình như thấy con áo xanh là con Phúc Tài Chính vào mọi người, với cái thằng đấy là thằng Anh Nông Dân đúng không? Đúng là sự đời, đéo biết đâu mà ngờ. Thấy hình như vẫn chửi cô mà ta, rồi sao giờ lại gặp cô ta. Nói chung nhiều đứa này không hiểu nổi. Nhưng mà không sao, cô Hằng cái người có tâm, có tầm, thông minh như thế thì cô biết ai là bạn, ai là thù mà, đúng không? Qua cái vụ drama cô Nguyễn Phương Hằng, em rút ra nhiều kinh nghiệm và em học rất nhiều thứ đấy. Thật sự cảm ơn cô Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Cô mới ra cái bây giờ cô lại mở lại cái quý mổ tim Hằng Hiếu ở đây mọi người. Nên là cái lũ mà ghen ăn tức ở cô á, thật sự tiền thì chưa lo được để mà mua cái xe hay là xây cái nhà cho nó đẹp, nó khang trang, mà cứ đi soi cái người là nghìn tỷ, đúng là thua.